con người, giống loài kỳ lạ luôn cố tìm cách sát hại đồng loại của mình trong suốt bình minh của giống loài cho đến tận ngày hôm nay. Và cách thức cũng như phương tiện để đạt được điều ấy thì càng ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Đó có thể là thanh kiếm Urumi có hơn 30 lưỡi, mà của hồi vũ khí cổ đại của người Aztec có khả năng chặt đứt đầu con ngựa chỉ với một lần ra đòn. Hay là Hoa Trà, hệ thống tên lửa đầu tiên có từ tận thời cổ đại, xuất phát từ một cái tên khá quen thuộc, Triều Tiên. Nghe cũng hợp lý, đúng không? Nào, hãy mặc giáp bảo hộ, thắt chặt dây an toàn và cùng Taka quay ngược thời gian để khám phá 8 vũ khí cổ đại nguy hiểm nhất khiến cho mọi đối thủ đều phải dè chừng. Top 8, Urumi, vũ khí gây ám ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là tên gọi của một loại vũ khí kỳ lạ được sử dụng ở Ấn Độ thời cổ. Cái điều làm nên sự độc đáo của vũ khí này là nó giống như một đứa con lai giữa kiếm và roi. Phần lưỡi của Urumi được làm từ thép rất là dẻo và có thể là quấn quanh hồng. Chiều dài lưỡi kiếm tương từ 1m2 đến 1m6, nhưng mà đôi khi lên tới 3 đến 5m. Khi sử dụng, các chiến binh sẽ xoay vòng Urumi, khiến đối phương trở tay không kịp với các đòn tấn công cùng lúc. Cả hai mặt của lưỡi Urumi được mài sắc và có khả năng sát thương cao. Do sự mềm dẻo như một cây roi, ngay cả khi đối phương sử dụng khiên, Urumi vẫn có thể uốn cong như rắn tìm mồi và tạo ra hàng loạt vết thương đau đớn nhất. So với các loại vũ khí cầm tay phổ thông khác, Urumi có tầm đánh xa và khó chặn đòn hơn, nhưng mà cũng rất là khó để sử dụng. Một chiến binh cần nhiều năm luyện tập mới có thể sử dụng Urumi thuần thục như ý muốn, bởi vì nó có thể làm chính chủ nhân của mình bị thương nếu bất cẩn. Thậm chí là với lưỡi kiếm khó kiểm soát như vậy sẽ khiến các chiến binh gây sát thương cho đồng minh của mình ở gần. Bởi vậy mà vũ khí này thường không được sử dụng trong các trận chiến giàn quân, mà được dùng để đấu tay đôi hoặc là ám sát. Cộng thêm việc ra đòn liên tiếp khá là chậm và khả năng chống vũ khí cận chiến hạn chế, nên nó phù hợp hơn với lối đánh chặn đòn, phản công. Top 7, Fakata. Fakata là một thanh kiếm cong dài khoảng 0,61m, được sử dụng bởi các chiến binh người Setibiri của Tây Ban Nha thời cổ đại. Thanh kiếm được làm thủ công từ sắt hoặc thép cao cấp. Phần lưỡi kiếm đặc biệt có một cạnh sắc ở gần cán và hai cạnh ở gần lưỡi dao. Vũ khí này có thể dễ dàng gây sát thương lớn cho kẻ địch khi mà chiến đấu ở cự ly gần. Fakata chính là kết tinh giữa sức chặt của một cây rìu và khả năng chém giết của một thanh kiếm. Tương truyền là vị tướng quân Hannibal đã trang bị kiếm Fakata cho quân đội châu Phi của mình trong trận chiến đối đầu với La Mã. Sau này Fakata trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chiến binh khi biến thành những vật trang trí đắt giá. Cũng theo đó mà người ta tìm thấy rất nhiều phiên bản khác nhau của thanh kiếm Fakata, có tính biểu tượng trong lăng mộ của những người giàu nhất. Top 6, Sotel, lưỡi kiếm cong chết người của Ethiopia. Khác với các thanh kiếm thẳng thông thường, Sotel là loại kiếm lưỡi hái cong độc đáo được mài từ một viên kim cương ở Ethiopia thời cổ đại. Mặt cắt ngang sắc bén đủ rộng để tạo những vết thương chí mạng. Chiều dài của thanh kiếm sẽ rơi vào khoảng 40 inch hoặc là khoảng 1 mét. Chính hình dáng kỳ lạ của kiếm làm cho các đòn tấn công nhắm thẳng vào thận hoặc phổi kẻ thù, đạt tỷ lệ thành công lên tới 99%. Kể cả khi đối thủ có dùng khiên hoặc là kiếm ngắn để đỡ, thì thanh kiếm vẫn có thể đánh lừa và làm đối thủ trọng thương. Được biết là chuôi kiếm thì được làm từ gỗ, xương động vật. Bao kiếm được làm bằng da đính kèm những loại đá vô cùng quý hiếm. Nên ở ngoài chiến trường, người Ethiopia coi Sotel là vật trang trí, nhất là để các chiến binh gây ấn tượng với nữ giới. Sau này khi loại vũ khí tấn công và phòng thủ mang tính hiện đại hơn, Sotel đã trở nên dư thừa. Nhưng mà đối với những nền văn minh sơ khai, thì thứ vũ khí này vẫn là một trong những vũ khí mạnh nhất để tiêu diệt mọi đối thủ cản đường. Top 5, Makuahuy, nỗi khiếp đảm của chiến binh châu Mỹ. Là tên gọi một loại vũ khí khá độc đáo, từng được các chiến binh Aztec ở Mexico sử dụng. Không chỉ gây ám ảnh cho kẻ thù khi thường mặc những trang phục có họa tiết đáng sợ như đại bàng hay bao đốm, những chiến binh Aztec còn khiến kẻ địch phải khiếp hãi khi sử dụng thứ vũ khí này để đánh cận chiến. Mặc dù hình dáng giống như một thanh kiếm gỗ hoặc là tay chèo thuyền lớn với phần thân và cán được làm từ gỗ sồi, nhưng mà uy lực thực sự của Makuahuy lại nằm ở hai bên sườn của nó khi được thiết kế gắn các lưỡi dao nhọn vô cùng sắc lẻm do được làm từ đá núi lửa Obsidian. Được biết là Makuahuy nặng khoảng 2-3 kg, dài 90-120 cm. Các lưỡi dao được gắn trên hai cạnh của Makuahuy rất là chặt, nên gần như không thể bẻ gãy hoặc tháo ra khỏi thân chùy bằng tay không. Khác với những loại vũ khí cầm tay khác, Makuahuy chỉ phát huy uy lực tối đa khi được chiến binh cầm bằng cả hai tay, bởi vì nó rất là nặng và ở khoảng cách đủ gần để gây ra sát thương mạnh nhất, cùng những vết thương vô cùng chí mạng và đau đớn. Tương truyền vũ khí này sắc bén đến mức
có thể chặt đứt đầu một con ngựa chỉ với một lần ra đòn. Ngoài ra, Marco Huy được các những chiến binh Aztec sử dụng để gây tiêu hao sinh lực địch hoặc ít nhất là khiến kẻ thù hoảng sợ. Nó cũng là một vũ khí hữu ích để vô hiệu hóa quân địch thay vì giết chúng hoàn toàn. Điều này đã làm cho người Aztec tóm sống một lượng lớn kẻ thù cần thiết trong mỗi trận chiến. Top 4. Kawacha, hệ thống tên lửa đầu tiên. Nhờ du nhập tiếp súng từ Trung Hoa, Triều Tiên đã tiến hành phát triển thành công Kawacha, một trong những hệ thống tên lửa đầu tiên trên thế giới. Với khả năng phóng 100 mũi tên có đầu sắt lớn cùng khả năng gây sát thương cực cao, một dàn Kawacha đủ sức xuyên thủng nhiều loại giáp bảo vệ tốt nhất vào thế kỷ thứ 15. Thiết kế chính của vũ khí độc đáo này gồm một bệ phóng với 100-200 ống phóng đường kính từ 2-4 cm, được gắn trên chiếc xe đẩy hai bánh gọn nhẹ, vượt xa hệ thống do Trung Quốc sản xuất. Kawacha có thể bắn ra những mũi tên dài 1 mét, gắn thuốc phóng và đôi khi là cả thuốc nổ ở đầu, với tầm bắn lên đến 100 mét, thậm chí là 400-500 mét nếu được đặt trên cao điểm. Nó tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc phòng thủ các thành trì, pháo đài, cứ điểm và đặc biệt lợi hại với đội hình dày đặc của đối phương. Bởi vì được làm bằng gỗ và đặt trên bánh xe nên Kawacha có tính cơ động rất là cao hơn rất nhiều so với các khẩu pháo được đúc bằng sắt cùng thời. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến trận chiến với lực lượng cướp biển Nhật Bản vào năm 1419. Hạm đội hải quân của Triều Tiên đã tiêu diệt hoàn toàn lực lượng cướp biển này nhờ vào hệ thống hỏa tiễn Kawacha. Đủ để thấy sức mạnh đáng gờm của loại vũ khí này. Top 3. Wagner, móng vuốt hổ. Đây là loại vũ khí cầm tay giống như móng vuốt, bắt nguồn từ lục địa Ấn, được thiết kế như một loại vũ khí có thể gia tăng uy lực của những cú đấm hay là tấn công bằng tay không. Wagner có tên gọi khác là vuốt hổ, gồm nhiều lưỡi dao sắc nhọn được uốn cong gắn vào một thanh sắt nhỏ ôm sát bàn tay hay găng tay. Nó có thể gây ra sát thương rất lớn như là cắt đứt da, làm tổn thương cơ và thậm chí là tạo ra những vết thương sâu kéo dài. Mỗi móng vuốt được làm theo đúng vị trí của bàn tay để tấn công đối phương. Khi các chiến binh thêm chất độc vào đầu lưỡi nhọn thì các đối thủ có thể bị hạ gục chỉ bằng một cú vuốt má. Được biết là hoàng đế Maratha Shivaji đã dùng nó để đánh bại tướng Afsakhan của Bijapur. Sau này, các cô gái ở Bengal, Ấn Độ bắt đầu sử dụng thứ vũ khí này khi đi học để mà tự bảo vệ bản thân. Top 2. Kanchop. Rất hiếm khi có một thiết kế vũ khí đứng vững trước thử thách của thời gian qua nhiều thế kỷ. Nhưng mà Kanchop thì ngược lại, khi mà nó xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng hơn 2.000 năm trước và đến nay vẫn còn được sử dụng trong các cuộc xung đột. Thứ vũ khí này giúp ngăn chặn và làm chậm cuộc tấn công, được tạo thành từ một loạt gai nhọn, được sắp xếp sao cho dù chúng đặt ở vị trí nào thì luôn có một mũi nhọn hướng lên. Hai mũi nhọn hướng xuống đất làm trụ bám. Ban đầu thì chúng được sử dụng để ngăn cản bước tiến của quân xâm lược, đặc biệt là những đội di chuyển bằng ngựa, xe ngựa hoặc voi, vì mũi nhọn sẽ làm bị thương bàn chân của động vật hoặc làm gãy bánh xe của các loại phương tiện. Bởi vậy mà chúng được người La Mã sử dụng rất là nhiều để cản trở việc di chuyển của quân địch. Sau này thứ vũ khí ấy còn được các ninja Nhật Bản sử dụng với tên gọi là Makibishi, nhằm chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Và top 1 thì chính là Pato. Pato được người Maori Pato ở New Zealand sử dụng. Về cơ bản, đây là một hình thức vũ khí có cán ngắn và làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như đá xanh Punamo, xương cá voi, gỗ, đá hoặc là bằng sắt. Nhìn trông thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thứ vũ khí này lại có một uy lực vô cùng lớn. Chiến binh thì sẽ dùng một đoạn dây chắc chắn luôn qua một lỗ nhỏ trên cán cầm để quấn quanh cổ tay. Điều này tạo ra một thế chắc chắn, và khi các chiến binh sử dụng một lực cực mạnh để tấn công kẻ thù, vũ khí sẽ không bị văng ra xa. Được biết là thứ vũ khí này rơi vào tay các chiến binh có kinh nghiệm sẽ tạo ra một trọng lực đánh đáng sợ, làm chấn thương nghiêm trọng phần đầu và vai, thậm chí có thể đập gãy cả xương hàm và làm tổn thương não, sau cùng là khiến đối thủ quằn quại trong đau đớn. Vũ khí Pato sẽ được các chiến binh chạm khắc và trang trí, cũng như đánh dấu sự thành công của họ trên chiến trường và dần dần trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của một người chiến binh. Và nếu mà mọi câu chuyện thú vị, mọi biến sâu kín luôn thu hút bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video. Nếu mà xuyên không thì đừng trở về thời đại này, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây, nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.